Nếu mình không được ca hát thì mình sẽ có thể làm một cái công việc gì nó phù hợp với mình? Hiếu thì nghĩ là Hiếu là một người thầy giáo Dạy môn dạy môn Latin, tiếng là Latin. tiếng Spanish đúng không? No, Khác nữa hả? là tiếng hồi xưa là kiểu người người Ví dụ ở đi nước nào xài? không có nước xài nữa, mỗi một chỗ mỗi một Không có chỗ nước là nào xài nữa thì dạy anh chi ông nội? để nói chuyện được với ông cái gì nhỉ, ông Pope là gì nhỉ, Giáo à, hoàng. giáo hoàng. Giáo hoàng. Và ông giáo hoàng là sống ở trong cái Cái cung Vatican, điện của ông đúng rồi, thì đấy là người ta nói tiếng Latin. ở Vatican. Đúng rồi, chính xác. Là ở Vatican nói tiếng Latin. Yes, Tại sao Hiếu biết tiếng Latin? tại vì Hiếu muốn nói chuyện với anh giáo hoàng. Muốn nói chuyện với ông giáo hoàng. Không, Hiếu đùa thôi, tại vì là từ cái tiếng Latin là Ê, là ai dạy Hiếu tiếng Latin? trường. Trường có dạy hả? Môn chính của Hiếu là Latin, nghĩa là kết thúc phổ thông với tiếng Latin. Ok. Và Hiếu nghĩ là Hiếu giỏi tiếng Latin. Ê, Latin là cái môn giỏi nhất của Hiếu ấy. Ồ, thiệt không? Thí dụ bây giờ mình đang nói đi, à, tôi là Trọng Hiếu. Ngày hôm nay tôi rất là vui khi được tham gia chương trình này. Nói sao? Ồ, khó quá Thành ạ. Không biết Trời nói ơi, cái gì mà đâu. nói giỏi, có một câu đơn giản như thôi. Tôi tên là Trọng Hiếu và tôi rất vui khi được tham gia chương trình này. Ê, lâu lắm Hiếu không nói. Ok, từ từ để Hiếu nghĩ. Ủa, khó lắm ấy. Trời ơi trời, có một câu gì mà Ok. khó mà đòi dạy người ta. Tôi là Trọng Hiếu đúng không? Là Ego Sum Trọng Hiếu. Hiếu mong là cái đấy đúng ấy. Mà cái gì nữa? Hôm nay tôi rất vui khi được tham gia chương trình này. Ủa, khó quá, bỏ qua. Uống miếng nước cho tỉnh táo. Ok. Đúng. Thành đây là thành cái ngôn ngữ đó của người ta là chỉ dùng cho người quý tộc. Chắc em nghĩ vậy. Thành ra cái câu của em chắc là không có phù hợp với lại cái ngôn ngữ đó rồi. Thí dụ nói được câu nào đi. Hiếu Hiếu nói cái gì đại ra đi, nói ra đại rồi xong rồi dịch ngược Tôi lại đi. rất vinh hạnh được biết Thành, thì có thể dịch được. Thử đi. Ôi, anh Chí, anh Thành ơi, Hiếu Latin Hiếu mấy năm Hiếu không nói nữa, Thôi thế nói tiếng Đức đi cho nó dễ em ơi. Dẹp mộng, có như là dẹp mộng thầy giáo nghe chưa? Nghe, từ nay về sau cấm dù chỉ là nghĩ là mình làm thầy giáo nghe chưa? Không còn nhớ nói làm sao mà đòi dạy ai cái gì. Bởi tôi hỏi thiệt. Ây, cái anh chàng này thiệt là cá tính đi. Cho thêm nốt nhạc nữa không? Dạ, mời anh cho em cái nốt nhạc nào. Ok. Cảm ơn anh Trí đã giải tỏa tâm lý cho em. Trời đất ơi, nãy giờ hết bình trà rồi.